Ok và hello mọi người nhé và chào mừng anh em chúng ta đã quay trở lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta cập nhật về thị trường Cũng như chúng ta sẽ cập nhật về xu hướng của Bitcoin và một số những cái đồng an coin mọi người nhé Một số anh em mà mọi người chưa đăng ký kênh thì mọi người đăng ký kênh nhé Ngoài ra thì anh có thể tham gia vào cái Telegram cũng như là group Facebook Thì link tham gia thì mình có để ở cái phần mô tả này em có thể tham gia vào Telegram cũng như là group facebook của mình thì ninh mình có để phần mô tả nhé. À, ngoài ra thì khi mà anh em xem video mà có thể ủng hộ mình bằng cách like video được không ạ? Ok, quay trở lại với thị trường crypto chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Thì à, trước khi mà mình cập nhật thị trường và mình sẽ cập nhật về xu hướng của bitcoin thì mình sẽ khảo sát một chút nhé. À, trong cái ngày hôm nay khi mà bitcoin nó đang giao dịch ở cái nền giá là 42.700 đô. Và thậm chí là với những cái mấy ngày hôm trước thì Bitcoin nó còn có một cái nhịp rơi xuống cái vùng quanh 41.000 đô. Thì không biết là thời điểm này thì mọi người còn giữ hàng hay không hay là mọi người đã cắt đau ra ngoài rồi. Anh em nào mà mọi người giữ hàng thì mọi người comment số 1 giúp mình nhé. Còn anh em nào mà mọi người đã cắt đau ra ngoài thì mọi người comment số 2 giúp mình. Để mình có thể hiểu hơn mọi người xem thời điểm này cái tâm lý của mọi người cũng như là cái suy nghĩ của mọi người như nào về thị trường thời điểm này về cái xu hướng của bitcoin thì mới cá nhân của mình mình thấy rằng là hiện tại thì sau một cái đà giảm khá là dài của thị trường nó khiến cho bitcoin nó rơi xuống cái đèn giá sâu nhất là vùng dưới 41 000 đô sau đó thị trường nó lại hồi phục lên trên này là khoảng 43 000 thì hiện tại thì thị trường chúng ta nó đang chạy theo một cái plan của mình đã từng chia sẻ với anh em đó như là bitcoin nó sẽ chạy trong một cái biên độ từ 41 cho vùng 43 000 đô và đây là một cái tín hiệu tích cực chứ nó không phải là một cái tín hiệu mà tiêu cực như nhiều anh em mà mọi người đang suy nghĩ và có một cái điều chắc chắn là với cái phiên bà 30 hồi mạnh như ngày hôm qua Thì có lẽ là những anh em mà mọi người đánh những cái lệnh short, những cái lệnh bán xuống Thì mọi người đã gì ạ? gặp những cái sự cố khá là nhiều Chúng ta gặp phải những cái áp lực rất là nhiều khi mà thị trường nó hồi lên vùng 43.500 đô à, Còn những anh em mà mọi người giao dịch support thì không sao Nhưng có một cái điều là những anh em nào mà mọi người giao dịch uh, sóng short xuống Thì có lẽ là hôm nay nó cũng khá là áp lực Một cái phiên hồi khá là mạnh mẽ thời điểm này với cá nhân của mình thì vẫn khuyên mọi người là chúng ta chưa nên tạm nhẹ sót và chúng ta nên chưa nên tạm những bán xuống tại vì về cơ bản là xu hướng của bitcoin nó vẫn đang ở một cái xu hướng tăng chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng những cái nhịp đà tiếp tục đẩy bitcoin đến vùng 48 cho vùng 50 ngàn thế nên là nếu mà mọi người mà thời điểm này mọi người đang tạm những nhẹ sót xuống thì có thể là mọi người đang đánh sóng ngắn thì mình không rõ nhưng với mình thì có thể là chúng ta đang đánh ngược cái xuống của thị trường và cái rủi ro nó sẽ có thì chúng ta sẽ chờ đợi khi mà thị trường có tín hiệu đảo chiều thì chúng ta mới bán xuống cơ còn hiện tại cái xu hướng tăng của thị trường nó vẫn đang rất là tốt Và thậm chí là trong cuối tháng 12 này hoặc là đầu tháng 1 chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nhìn thấy những cái đà tăng trưởng của Bitcoin Thế nên là những cái lệnh bán xuống thì uh, mọi người sẽ phải cân nhắc rất là kỹ Chúng ta cần phải cài sấm lót và chúng ta quản lý do thật là chặt Tại vì nếu mà mọi người không quản lý thì có thể là sẽ khiến cho mọi người sẽ bị sẽ bị âm rất là nhiều trong cái toàn tới Đấy là một chút nhé <laughs> về xuống của đêm một thì thị trường cũng ta nó vẫn đang thể hiện một cái xuống tăng những cái nhịp ngày qua thì nó cũng chỉ là những cái nhịp điều chỉnh của thị trường thôi nó không đáng quá ngon lại ngon lo ngại thì hôm trước khi mà bitcoin nó giao dịch ở cái nền giá phía bên trên này là khoảng 44 000 đô thì mình đã từng chia sẻ với anh em ở trong nhóm của mình rồi bitcoin một cái nhịp điều chỉnh của bitcoin nó đưa cho bitcoin quay trở lại cái mốc 42 000 đô dưới 42 000 đô là một cái nhịp cần thiết và nó nên xảy ra trong cái thời điểm này thì đến ngày hôm nay thì cũng khá là chính xác khi mà Bitcoin nó đã có một cái nhịp điều chỉnh về vùng dưới 42.000 đô. Thậm chí là Bitcoin nó còn về sâu hơn là vùng gì ạ? 41.000 đô rồi. Thế nên là đây là một cái tín hiệu gì ạ? Nó đã được mình dự kiến từ rất là lâu rồi nên chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng hay là chúng ta cũng không cần phải quá áp lực trong thời điểm này. Thời điểm này thì với cá nhân của mình thì đây là một cái nhịp điều chỉnh tốt để chúng ta có thể giữ hàng và chúng ta vẫn có thể tiếp tục bành lên hiện tại tài khoản của mình hay là một số anh em mà mọi người đồng hành với mình ở trong nhóm riêng thì vẫn đang lời rất là nhiều chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta gồng lời thôi chúng ta kỳ vọng là sau khi mà thị trường của ta nó điều chỉnh thì nó sẽ tiếp tục nó tạo những cái đà tăng thì với một cái phiên điều chỉnh này thì nó sẽ là cái cơ hội cho anh em nào mà mọi người muốn vào hàng thêm thì một số anh em mà chúng ta muốn vào hàng thêm cũng là anh em mà chúng ta muốn nhận những cái tín hiệu của những cái đồng an coi thì mọi thể xuống cái phần mô tả thì các bạn có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu premium miễn phí thì điều kiện tham gia nó hoàn toàn miễn phí thôi ờ, mọi người có thể đăng ký dưới cái đường link bên mình có thể là như anh em mà chúng ta có tài khoản sàn Binance thì chúng ta vẫn có thể đăng ký lại này như anh em mà chúng ta có tài khoản ở sàn Bybit OK hoặc là Bitget thì chúng ta vẫn có thể đăng ký lại và chúng ta tạo cái tài khoản dưới cái đường link bên mình ờ, thời gian thực hiện nó chỉ trong vòng một vài phút thôi là chúng ta sẽ thực hiện xong thì nếu mà anh em mà chúng ta muốn nhận được những tín hiệu của những đồng ăn coi thì mọi tham gia vào sáng nay thì mình cũng có bot một số những cái tín hiệu những đồng ăn coi thì ở cái NC nó cũng khá là đẹp thì mọi người vẫn có thể cân nhắc vào nhé nhưng mà anh em phải tham gia vào trong nhóm của mình thì mọi người mới có thể nhận được những tín hiệu này thì điều kiện nó hoàn toàn đơn giản thôi anh em có thể tham gia vào ngoài ra để một số anh em mà chúng ta muốn đánh đầu tư hơn một chút thì anh em có tham gia vào trong nhóm vip nhé nhóm vip sẽ là nhóm dành cho anh em nào chúng ta đánh sóng đầu tư thì uh, anh em mà chúng ta có vốn lớn thì chúng ta mới tham gia còn không thì mọi người tham gia vào trong nhóm free thôi, là ok rồi uh, đây là một chút về xuống của Bitcoin chúng ta sẽ nhìn qua một chút về sóng của H4 ở H4 thì thị trường ta sau một cái đà giảm về cái vùng dưới này thì thị trường của ta thị trường ta nó đang hình thành những con sóng hồi lên thì chúng ta cũng không cần phải vội vã cái tham minh của chúng ta là trong thời gian cuối tháng này thì thị trường ta nó mới có thể hoàn thành xong được và nếu mà cái lực đẩy tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới cái vùng trên này của bitcoin là vùng 48 cho vùng 50 ngàn đó thì chúng ta có thể kỳ vọng nhé anh em chúng ta có thể kỳ vọng là sau một cái đà giảm của sóng H4 này xong cái đà giảm của sóng H4 thì Bitcoin chúng nó sẽ sai một chút sau đó nó sẽ tạo một cái đà bứt phá lên vùng target mà chúng ta sẽ hướng tới là vùng 48 cho vùng 50 ngàn thì uh, anh em có thể chờ đợi giúp mình đây là cái vùng mà có thể nghĩ tới được với cái xu hướng của Bitcoin thì thực sự là đến ngày hôm nay khi mà chúng ta gồng cái uh, chúng ta gồng nòi đến thời điểm ngày hôm nay thì thực sự nó không dễ dàng gì cả trong lần vừa qua thì mình côn anh em vào hàng rất là nhiều ở vùng 26 cho vùng 28 ngàn đô và thời điểm đó thì mình đã đã từng view bitcoin lên trên vùng trên là vùng 45 cho vùng 50 ngàn đô thì uh, thực sự đến ngày hôm nay thì uh, cũng có một cái gì đấy may mắn một chút mà thị trường nó đã chạy theo được cái sự phân tích của mình cái này thì mình đã từng phân tích với mọi người từ rất là lâu ở vùng 26 đến vùng 28 ngàn đô và thời điểm đó thì mình có phân tích bitcoin lên vùng 45 đến 50 ngàn chứ không phải là ngày hôm nay thị trường nó lên vùng 42 ngàn đô 44 ngàn đô thì mình mới phân tích lên mà mình đã phân tích từ cái lên giá bên dưới này rồi thế nên là thời điểm này thì chúng ta vẫn theo cái plan và cái kịch bản thôi ờ, một số anh em thì mọi người chưa xem cái buổi zoom định hướng ngày hôm qua ở trong nhóm riêng thì mọi người xem lại giúp mình cái buổi zoom ngày hôm qua cũng là một cái buổi mà khá là quan trọng để cho mọi người có một cái tầm nhìn dài hơn cũng như là mọi người yên tâm hơn khi mọi người đầu tư tại vì hôm qua mình thấy là một số anh em mà mọi người bạn mọi người chưa xem được ấy thì mọi người xem giúp mình nhé link thì mình có để ở trong cái nhóm bot trên trên cái channel rồi trong nhóm vip channel rồi thì mọi người xem lại giúp mình thì với một cái tầm nhìn của mình trong của cái xu hướng sắp tới thì có lẽ là Ancoin nó vẫn được bơm cái dòng tiền vào và Bitcoin nó vẫn được bơm cái dòng tiền vào để nó tiếp tục nó tạo những cái đà tăng lên Thì tất nhiên là với thị trường thì chúng ta không thể chắc chắn về tương lai một cái điều gì cả nhưng với mình thì mình đang view như vậy Và nếu mà trường hợp mà thị trường nó có những cái biến cố hay là có những cái sự thay đổi nào thì mình cũng sẽ update với mọi người thôi chứ còn hiện tại thì chúng ta vẫn plan và chúng ta vẫn view lên tài khoản của mình hay tài khoản của mọi người đồng hành với mình hiện tại vẫn đang lời nên chúng ta cũng không có gì chúng ta phải lo lắng cả và thậm chí là hiện tại thì chúng ta vẫn duy trì một cái mức lợi nhuận rất là lớn và nếu như mà trường hợp mà thị trường hay là an coin mà nó chạy được theo cái dự kiến của mình thì có thể là năm nay chúng ta có một cái thành công rất là lớn với thị trường crypto hay là với cái việc đầu tư an coin thì mình cũng rất là hy vọng là cái con sóng mà mình dự kiến mọi người nó có thể chạy được và nó có thể hoàn thành được trong cái thời điểm tháng 12 này. Hoặc là nó có thể lâu hơn một chút thì cái sóng này nó có thể cần đến cái khoảng thời gian tháng 1 để nó chạy được. Thì mình cũng rất là hy vọng là những anh em mà mọi người tin tưởng mình hay anh em đi với mình và mọi người đồng hành với mình thì chúng ta sẽ có lợi nhuận thôi. Còn thời điểm này thì mình vẫn đang giữ hàng. Và mình cũng không thể, không thể nào chắc chắn mọi người được là thị trường nó sẽ chạy theo cái ý của mình. Nhưng mà mình chắc chắn một điều đó là bản thân của mình vào hàng hay là bản thân của mình giao dịch như nào thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người như vậy thôi nó sẽ là một cái kênh và một cái góc nhìn để mọi người tham khảo về cái tư duy cũng như cái suy nghĩ của mình trong thị trường crypto ở thời điểm này đó thì đấy là một chút cập nhật thị trường của anh em một số mọi người một số anh em mà mọi người tham gia vào nhóm tín hiệu miễn phí thì mọi có thể xuống phần mô tả nhé link thì mình có để phần mô tả này Ở ngoài ra anh em nào mà chưa có tài khoản sàn binance thì có thể đăng ký vào trong cái tài khoản sàn binance sau đó anh em có thể nạp tiền vào thì chúng ta cũng sẽ được tham gia vào trong nhóm tín hiệu Premium miễn phí của mình đó khi mà xem video của mình thì mọi thể ấn giúp mình một nút đăng ký kênh nhé một số anh em thì để mà có thể nhận được những cái thông báo khi mình có đăng tải video lên thì anh em có ấn vào cái nút đăng ký này và sau đó khi mà ấn đăng ký xong thì anh em ấn vào cái phần chuông này sau đó anh em ấn vào cái phần tất cả thì sau này khi mà mình có đăng tải video lên ấy thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo và nó sẽ gửi về thông báo cho mọi người chúng ta sẽ update được cái thị trường nhanh nhất và sớm nhất đâu bạn Ok, thì đấy là một chút cập nhật với mọi người về thị trường crypto trong buổi sáng ngày hôm nay ngày 14 tháng 12. Và mọi người có thể ấn giúp mình một like video nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong cái video tiếp theo. Bye mọi người.